Thưa quý vị, chiều nay Thành ủy Đà Nẵng long trọng tổ chức lễ truy tặng huân chương lao động hạng nhì cho đồng chí Nguyễn Thanh Quang, nguyên trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên trưởng ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng. Dự buổi lễ có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Ứng Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã truy tặng huân chương lao động hạng nhì cho đồng chí Nguyễn Thanh Quang, nguyên trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên trưởng ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng vì đã có những thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của đồng chí Nguyễn Thanh Quang trong suốt 40 năm công tác. Là một cán bộ trưởng thành từ cơ sở, công tác tại nhiều cơ quan đơn vị, trải qua nhiều vị trí, đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng, đồng chí Nguyễn Thanh Quang là tấm gương sáng hết mình vì sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Nhấn mạnh huân chương lao động hạng nhì là sự ghi nhận to lớn của Đảng và Nhà nước, là vinh dự của gia đình và Đảng bộ chính quyền thành phố. Bí thư Thành ủy gửi lời chia sẻ tri ân đến gia đình, mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng quý báu. Các đồng chí lãnh đạo thành phố cũng đã thắp hương nhân một năm ngày mất của đồng chí Nguyễn Thanh Quang, nguyện cố gắng phấn đấu noi theo tấm gương lao động cống hiến của đồng chí để hoàn thành nhiệm vụ với nhân dân.